Đêm qua, Barcelona của Messi lại ra quân tại Camp Nou, nơi họ tiếp đón các cầu thủ Napoli tại trận lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League, nơi mà Messi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng hai bàn thắng của Ronaldo đêm hôm trước trong cuộc thi đấu các cầu thủ Lyon không đủ giúp Juventus đi tiếp. Nhưng với Barcelona, anh còn có thể làm được nhiều hơn thế. Và cũng để giải đáp cho câu hỏi hơn suốt một thập kỷ qua rằng Ronaldo đã gọi, liệu Messi có trả lời? Với cá nhân Ronaldo, anh đã thật sự có được một đêm thăng hoa. Hai bàn thắng, một trên chấm penalty và một siêu phẩm xuất xa bằng chân trái từ khoảng cách hơn 25m. Anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng dù ở cái tuổi 35 nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cầu thủ năm nay đã 35 tuổi, liên tục cầm bóng, đi bóng, dứt điểm, tạo cơ hội cho đồng đội và thậm chí rằng đã đóng góp hai bàn thắng. Nhưng trong một ngày mà tập thể Juventus rệu rạ và không có sức sống, một mình Ronaldo cũng không thể cứu vãn được tấm vé vào chơi trận tứ kết UEFA Champions League cho Juventus mùa này. Cùng với Barcelona của Messi, trận hòa 1-1 trên sân của Napoli đã giúp cho Barcelona có một chút lợi thế ở trận lượt về này và cũng giúp cho đôi chân của các cầu thủ Barcelona thanh thoát hơn. Và trong một buổi tối thăng hoa cũng như muốn trả lời cho cuộc gọi Ronaldo đêm hôm trước, Messi đã có một đêm thi đấu tuyệt vời. Đầu tiên là tình huống đi bóng loại bỏ bóng cầu thủ của Napoli và rồi dứt điểm hiểm hóc làm bó tay thủ thành Ospina bên phía Napoli trong tư thế mắc đà. Tình huống mà với nhiều người không có gì phải đáng chú ý, nhưng với Messi, khoảnh khắc thiên tài đã lên tiếng và cũng để chứng minh anh là số 1 và là duy nhất trong những tình huống như vậy. Tiếp theo đó là tình huống cài bóng không ngon, khiến Koulibaly phải phạm lỗi, dẫn đến quả penalty cho Barcelona. Trong tình huống này, Messi đã gặp một chấn thương nhẹ, và người thực hiện quả penalty là Luis Suarez. Số 10 của Barcelona chỉ việc cầm cùi cột dây dài, và sau đó ăn mừng cùng các đồng đội. Nhưng dấu ấn lớn nhất trong bàn thắng này vẫn thuộc về Lionel Messi. Ronaldo thì như chết lặng, còn Messi thì thăng hoa với những lời ca tụng hết mực. Ronaldo thì thi đấu thăng hoa nhưng Juventus lại bị loại. Messi thì vẫn thi đấu thăng hoa như cái cách mà Ronaldo đã làm, nhưng Barcelona của anh lại vững vàng đi tiếp. Hai con người, hai sự cạnh tranh trong suốt một thập kỷ qua, hai màn trình diễn ấn tượng, song hai số phận khác nhau hoàn toàn sau những trận lượt về UEFA Champions League vòng 1/16 vào đêm qua. Chúng ta, những người được sống trong kỷ nguyên Siro, đã rất may mắn khi được chứng kiến hai ngôi sao này thi đấu, tranh tài sứ xuất hơn một thập kỷ qua, và đã rất nhiều lần cụm từ Ronaldo gọi, Messi trả lời diễn ra trong suốt một thời gian rất dài. Và dẫu biết rằng tuổi tác đã ảnh hưởng đến hai ngôi sao này rất nhiều, dần dần cũng như vài năm nữa, chúng ta sẽ không còn thấy họ thi đấu đỉnh cao nữa. Nhưng bằng cách nào đó, cho dù Juve có bị loại và cho dù Barcelona có đi tiếp, ở cái tuổi 35 và 33, hễ Ronaldo cứ gọi thì Messi cứ vẫn trả lời. Xin chào tạm biệt quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.